Bạn quyết định đi du học có bị gia đình cấm cản không ạ? Gia đình em ngăn cấm bởi vì là bố mẹ không yên tâm cho em đi. Nguyễn Thị Thu Hòa sinh năm 2001 đến từ Phú Thọ ạ. Trước kia là bạn đã học đại học hay là học cao đẳng chưa? Em học cao đẳng rồi xong em mới đại D4. Mình học ở Alpha bao lâu? 4 tháng ạ. Có kỷ niệm gì đáng nhớ với Alpha không? Các bạn ở đấy rất là vui vẻ, đáng yêu và bọn em tham gia rất nhiều hoạt động ở Alpha, rất là ấn tượng với Alpha. Lý do tại sao mà bạn tốt nghiệp đại học rồi lại chọn Hàn Quốc là điểm đến tiếp theo trong quá trình học tập của mình? Ở Việt Nam tại mình đang Hàn Quốc đang đầu tư phát triển rất là nhiều, thế nên là em quyết định là mình đi sang Hàn Quốc để tiếp cận thêm nền văn hóa bên đó. Sau khi trở về Việt Nam thì mình sẽ có những cái cơ hội mới hơn và phát triển hơn ạ. Năm 18 em đã có ước mơ rồi nhưng mà gia đình em ngăn cấm bởi vì là nhất là nhà ít con, thứ hai là bố mẹ không yên tâm cho em đi. Nhưng mà sau đó cái sự quyết tâm của em làm cho bố mẹ cảm thấy là lung lay và mẹ đồng ý cho em đi. Bố mẹ rất là ủng hộ. Sau thời gian 4 năm phản đối, chinh phục được con đường ước mơ của mình. Dạ vâng ạ. Học lên thạc sĩ luôn ạ. Nhất định là lên sĩ ạ. Mục tiêu của mình là phấn đấu đạt topic 5 ạ. Nhớ lục lại video. Topic 5, topic 5 nha. Invoice mình đóng ra trường là bao nhiêu? 16 triệu. Sau khi ra invoice đóng cho Alpha bao nhiêu? 75 triệu ạ. Có lời nhắn nhủ gì đến cho các bạn ở ký túc xá của mình cũng như là trung tâm không? Em xin gửi lời cảm ơn tới trung tâm đã hỗ trợ và giúp cho em thực hiện ước mơ của mình, và xin gửi lời tới các bạn ở Alpha, chúc các bạn sẽ luôn tự tin, chỉ cần bạn kiên trì là các bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình thôi ạ. Alpha đến là bay.